Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì Toán sẽ mời tất cả các bạn về miền Tây, về Vĩnh Tân Kiên Giang để cùng xem cảnh bắt tôm càng của bà con ở đây. Nếu các bạn nào thấy hay, hãy cho Toán một like và một lượt đăng ký để xem nhiều clip mới của Toán nhé. Bây giờ mình sẽ mời các bạn đi ruộng bắt tôm càng nhé. Các bạn có biết hai người đó là làm gì không? Đang bắt cá lóc luôn này, rất nhiều luôn, bắt nó bò lên mé lên gốc gạ, nhiều người bắt đỏ, thấy chưa? Để mình quay cận cảnh cho các bạn coi nha, tôm càng mà lúc đạp lên mé nè, rất là nhiều luôn, tôm nó rất nhiều nhưng mà hơi nhỏ nha. Thôi thằng bé này nó hốt không các bạn ơi. Nhìn về miền Tây thấy những cảnh này thấy mê lắm. Bắt tôm càng ở quê thì mọi người chỉ dùng một chiếc máy đạp và để cho tôm nổi lên hai bên mé thì cứ chụp là xong. Trong những năm gần đây thì các huyện giữa Vĩnh Thuận của Kiên Giang phát triển rất nhanh về tôm càng. Chủ yếu là bà con mình thả tôm càng sau khi thu hoạch lúa thì kiếm được thu nhập thêm một ít nữa. Tuy không nhiều nhưng mà cũng trang trải được phần nào cho bà con. Quá, ở đây mình nãy về ngứa rồi la lại. Dồn gì mà sao ít chứ ta, đủ quá, nó năm rồi dữ lắm mà. Năm rồi đủ có dồn vô, biết đi. Cái gì? Mời các bạn về miền Tây để mà ấy tôm càng mình nha. Giờ đã thấy về đây các anh bạn thấy không? Chưa vợ nha các bạn ơi. Đủ hết ba. Anh này cũng chưa có vợ nè. 19 tuổi nha. Chị vợ sống luôn. Sao cái vợ chạy ngoài được vậy? Ê da chạy vậy, lẹ có. Vợ sống rồi, vợ sống rồi. Cho tí đây nè, tí đây nè, bắt con. Chặn cái miếng lưới lên để nó chạy. Cái vợ. Bắt ba, gần lưới luôn ba. Cái có 2 kg luôn, thiền luôn. Cắn tôi đó giờ bà ấy ơi. Coi nó chạy lên bờ, dưới cho nó chạy lên bờ là được à. Trời ơi, khẩu đụ nữa. Dưới cho nó chạy lên bờ đi. Cắn tôi. Có nó chạy lên bờ là xong rồi. Qua đây nè, qua máy nè. Trời ơi, đủ chạy quỳ lợi luôn. Mà sao mày đẩy được bên bờ là ngon lắm. Ui, cá vừa bự, cá vừa bự. Quá trời cá rồi. Ê, mày coi chừng cái lưới coi. Ê, 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 ê. 5
5kg, 5kg. Để mình bỏ luôn đi, em bỏ luôn đi. Để em bỏ luôn đi, em bỏ thôi, đừng bỏ vô lại kìa. Để chụp bỏ đi. Rồi các bạn ơi. Nó tại đào bác, mình nắm lại. Vụt à. Cái vụ. Trời ơi, thằng báo. 3-4kg à. Ở đâu mà có ta? Đâu mà vô, con cá lộn vậy? Nè, mày đưa cái mình lên coi. Ôi! Thằng khổ. 10kg không? Cá đâu khoảng 50kg á. Đâu đâu. Có chuyện nữa. Bằng tay mình nè. Bằng thôi. Hợp chưa? Giờ đây cái mình mày bằng mình chiều cao nhiêu? mặt mày nó như con mèo vậy các bạn ơi. Rồi nhìn mặt lên đây, quay lên. Như con mèo. Đây con cá này có 5 kg à, con đem lên căng bỏ lên căng rồi. Chí Lon nè, nghe năm rồi gặp Chí Lon, giờ gặp nữa nè. Năm rồi bị chửi, năm nay cũng bị trang nha, không thay đổi chơi vậy đó hả? Cái lọc lạp hết trơn rồi. Nhỏ lọc lạp cho không thấy con nào lọc.